Một tình yêu vĩnh cửu thì phải như viên kim cương này, là một viên kim cương cứng, được đi vuông, được để trong một cái cục khối vàng. Ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày phụ nữ, ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, ngày hâm nóng tình yêu và kỷ niệm ngày cưới, vân vân. Miễn sao thể hiện tình cảm thì chúng ta sẽ thể hiện qua tình yêu trong tim, tình cảm trong tim, nhưng phải thể hiện qua sự chỉnh chu tâm ý cũng như là sự tỉ mỉ trong sự chọn lựa một sản phẩm, gửi gắm tấm lòng vào sản phẩm để trao tặng đến người mình trân quý, yêu thương. Và đây là một sản phẩm mà Kỳ Lân nghĩ rằng sẽ là phù hợp trong những ngày lễ hoặc là ngày mà kỷ niệm hai vợ chồng kỷ niệm ngày cưới. Thì đây là một sợi dây chuyền mà khách hàng đã đặt của Kỳ Lân, mà khách hàng là gửi mẫu cho Kỳ Lân và yêu cầu Kỳ Lân làm theo mẫu và yêu cầu Kỳ Lân là đến thêm kim cương, cái mẫu gửi không có. Và Kỳ Lân là người tư vấn thêm là thêm một viên kim cương gắn kết ở đây giữa mặt dây chuyền và sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền này là một nam một nữ đang ôm nhau rất là nồng cháy, giống như là lần đầu yêu nhau đến với nhau vậy, rất nồng cháy thâm thiết. Và cái hồn, cái sự phiêu trong cái mặt dây chuyền chính là sự thương nhau thật lòng và gắn kết với nhau qua sự âu yếm ôm, và được kết trong một cái trái tim. Mà trái tim này không phải là nhẫn cỏ cho em, mà trái tim này là vàng nguyên khối 750 đính kim cương, trái tim vàng kim cương cho nhau. Và cái sự tư vấn tinh tế ở đây là Kỳ Lân muốn kết nối sự vững chãi, sự mãi mãi, sự vĩnh cửu về tình yêu. Một tình yêu vĩnh cửu thì phải như viên kim cương này, là một viên kim cương cứng, được đi vuông, được để trong một cái cục khối vàng nhỏ ở dưới, thể hiện sự chắc chắn và bền vững kết nối giữa sợi dây chuyền và mặt dây chuyền này. Nếu như quý khách muốn những sản phẩm độc đáo riêng theo ý của quý khách, theo sự cá nhân hóa của quý khách, hoặc là quý khách chưa có ý tưởng muốn sự khác biệt, thì hãy đến với Kỳ Lân để Kỳ Lân và quý khách cùng nhau tạo ra những ý tưởng khác biệt đó, và Kỳ Lân sẽ là người phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc thăng hoa nhất trong thú chơi về đồ cung cấp giá trị này đến từng quý khách.